Thanh Tùng kính chào quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến tiết mục Hot News giới Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng và ngày hôm nay chúng tôi mang đến quý gì câu chuyện từ một phiên tòa xử ở trong nước nhưng gây chấn động cả từ trong nước sang đến hải ngoại đặc biệt những ai từ nhiều năm nay theo dõi sự việc liên quan tới Tịnh thất Bồng lai sau này được đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ hơn 23 năm tù giam được tuyên án dành cho tất cả các bị cáo trong vụ này. Mà các bị cáo là bao gồm ông Lê Tùng Vân năm nay 92 tuổi cùng với các thành viên Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên và bà Cao Thị Cúc. Tất cả đều bị phán là có tội và tất cả đều phải ngồi tù ít nhất là 3 năm. 6 bị cáo với tổng cộng hơn 23 năm tù được tuyên trong một phiên tòa kéo dài 2 ngày diễn ra tại Tòa án Nhân dân của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Những điểm mà cho Thanh Tùng mượn cái chữ trong nước thường hay dùng, những điểm bất cập trong việc xét xử phiên tòa này. Bất cập có nghĩa là gì có gì? Là những điểm nó không có hợp lý, những điểm vô cùng hợp lý, những cái cách xét xử cũng vô cùng vô lý từ phiên tòa. Vậy mà nó đã diễn ra, nó diễn ra một cách công khai, nó diễn ra trắng trợn và thanh tùng nói thí dụ phiên tòa diễn ra hai ngày nhưng sau cái ngày đầu tiên sau cái phiên tòa đầu tiên thì hai trong số năm luật sư của phía biện hộ bị hành hung ngay trước cửa của tòa án chẳng ai làm gì làm gì có cái chuyện luật sư biện hộ mà bị mà bị phụ tá của bên luật sư của bị hại tấn công hành hung ngay trước tòa án như vậy. Hả? Rồi chưa kể các bị cáo mình có tổng cộng là 6 bị cáo trong vụ này. Thì ba bị cáo ra tòa đã kêu rằng là chúng tôi đã bị nhục hình, chúng tôi bị ép cung. Rồi cuối cùng phía của hội đồng xét xử cộng với cơ quan an ninh điều tra và viện kiểm sát nhân dân chỉ vô mặt của các bị cáo nói gì? nói gì quý vị không hề có cái vụ nhục hình à nha có bằng chứng không có bằng chứng không quý vị nghĩ ở một cái chế độ nào một thể chế nào và một nền pháp lý nào mà không bảo vệ được cho quyền lợi của những công dân khi ra tòa dù trong hoàn cảnh này họ bị xem là bị cáo, tức là trước khi bị phán tội, chẳng ai quan tâm tới quyền lợi của họ trong vụ này. Và những khuất tất nằm sau cái câu chuyện hơn 23 năm tù dành cho các bị cáo này. Này, Thanh Tùng sẽ kể chuyện của vị nghe, đặc biệt những quý vị nào có biết tới cái vụ thiền am, biết luôn cả cái vụ bị lôi ra tòa trong hai ngày vừa qua 20 và 21 tháng 7, nhưng có thể quý vị bận rộn quá, quý vị không có nhiều thời gian để theo dõi thì hôm nay quý vị đã mở trúng đài thanh tùng kể quý vị nghe tóm tắt sự việc quý vị không cần đọc báo gì nữa hết trơn á quý vị chỉ cần theo dõi hot news với thanh tùng vào ngày hôm nay thôi là quý vị có đầy đủ thông tin về phiên tòa này được chưa nha tuy nhiên trước hết cho thanh tùng uh, giới thiệu với quý vị bảo trợ cho hot news với thanh tùng vào giờ này đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Century San Jose, giới thiệu đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên, trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern Và bác sĩ Đặng Văn Đáng Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp Từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York Sinh ra và lớn lên ở San Jose Nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt Cardiology Clinic of Northern Trong khu thương mại Vietnam Town San Jose 408-293-5900 Rồi Đầu tiên thưa quý vị Kết quả 2 ngày xét xử của phiên tòa Nha đây là phần tuyên án phạt của tòa dành cho 6 bị cáo trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai Sau này đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ sau 2 ngày xét xử Thì trong số 6 bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai Bị cáo Lê Tùng Vân chịu mức án cao nhất là 5 năm tù Và ông Lê Tùng Vân năm nay 92 tuổi tối của ngày hôm nay nào quý vị tối của ngày hôm nay là tối của ngày thứ năm 21 tây tháng 7 theo giờ của Việt Nam thì hội đồng xét xử phiên sơ thẩm tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 92 tuổi mức án 5 năm tù Thanh Tùng đang đọc cho quý vị nghe từ bài báo trên báo tuổi trẻ vào ngày hôm nay nha quý vị Ba bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc 62 tuổi, mức án 3 năm tù. Tất cả đều cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa các luật sư bào chữa đưa ra 22 điểm tranh luận, tập trung xoay quanh các luận điểm cho rằng tòa đã triệu tập thiếu người, trình chiếu dữ liệu không còn nguyên bản, xung đột trong vai trò của bị hại là công an Nguyễn Đức Hòa, xung đột trong tư cách tố tụng có sở thông tin truyền thông, có sai phạm trong công tác giám định tư pháp, thu thập giám định có dấu hiệu xâm phạm tư pháp. Các bị cáo khi tranh luận cũng bác bỏ hết các quan điểm diện kiểm sát nêu ra, cho rằng mình không tu theo đạo nào, mà chỉ thần tượng tôn sùng và chỉ tu theo sư phụ là bị cáo Lê Tùng Vân, không tham gia tạo dựng các clip như cáo buộc. Do sức khỏe không tốt thì bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt trong phiên tòa buổi sáng. Tại phiên tòa buổi chiều bị cáo cho rằng mình là người đã lớn tuổi nên không thể làm gì nên tội, không tu theo đạo nào mà chỉ muốn phát huy tố chất nhân tài của gia đình, không xúc phạm ai. Bị cáo Lê Tùng Vân cũng bác bỏ việc bị cáo buộc mình là người cầm đầu vì cho rằng các bị cáo khác đều đã lớn không hoàn toàn làm theo những gì mà bị cáo nói. Dẫn các điều khoản và các quy định của pháp luật đại diện viện kiểm sát đã tranh luận lại rõ ràng các vấn đề giữ nguyên quan điểm đã nêu trong cáo trạng. Nói lời sau cùng, các bị cáo Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và Cao Thị Cúc tiếp tục cho rằng mình không phạm tội, mong muốn được sớm về để tiếp tục chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn cho rằng những điểm tranh luận của các luật sư và những lời phản cung của các bị cáo tại phiên tòa không có cơ sở. Báo Tuổi Trẻ viết tiếp, ngay sau đó, đại diện của các luật sư, họ đã lên tiếng. Họ đã lên tiếng ở đâu quý vị? Họ chỉ lên tiếng là ở trên uh, Facebook. Thanh Tùng đang đi tìm cái phần lên tiếng trên Facebook của các vị luật sư sau khi có kết quả cái phiên tòa này. Đây, Thanh Tùng có giữ lại. hả Tổng cộng là mình có 5 luật sư biện hộ. 5 luật sư biện hộ dành cho các bị cáo. Thì một trong 5 luật sư biện hộ đó đó chính là luật sư Đặng Đình Mạnh nói như thế này nè. Sau khi có kết quả rồi đó, luật sư Đặng Đình Mạnh nói như sau. Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi nghe mức hình phạt đề nghị cao từ 3 cho đến hơn 5 năm tù cho mỗi thân chủ. Nếu phiên tòa này chấp nhận quan điểm truy tố của bên công tố, sẽ trở thành án lệ đưa các từ ngữ bao che tội phạm bỏ lọt tội phạm thành những từ ngữ chết trong việc ngữ, vì còn ai dám nói nữa để đánh đổi mức hình phạt thấp nhất đã đến hàng ngàn ngày tù như vậy. Luật sư Đặng Đình Mạnh đặt câu hỏi, làm gì có việc chính quyền cầm tù công dân mình về những từ ngữ như vậy? Ngoài ra luật sư cũng dành lời khen cho Lê Thanh Nhị Nguyên tự bào chữa gây ngỡ ngàng về sự uyên bác trong lập luận của mình đã phủ nhận toàn bộ kết luận giám định nhất là sự giải thích những khái niệm tu hành tại gia. Ok, quý vị nghe luật sư Đặng Đình Mạnh đại diện cho các luật sư bào chữa lên tiếng như vậy, thì với những quý vị nào mà không có theo dõi sát phiên tòa đó, quý vị sẽ ngạc nhiên rằng là Ủa, cái câu nào, cái câu nào mà phía bên công tố, diện kiểm sát nhân dân dựa vào để cáo buộc tội danh dành cho các bị cáo. Thưa quý vị, quý vị nghe lời của Lê Thanh Trùng Dương. Lê Thanh Trùng Dương là một trong số 6 bị cáo trong vụ này, được dẫn lời nói ở lời nói cuối cùng như sau. Câu nói bao che tội phạm đối với công an Nguyễn Đức Hòa là do sự bất bình vì có một nhóm người xông vào thiền am đánh đập bị cáo cướp tiền người nhà đập phá tài sản. Bị cáo không nghĩ mấy chữ như vậy mà bị cáo có thể bị tù từ 2 đến 7 năm. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Tùng sẽ trở lại giải thích rõ quý vị cái chữ bao che tội phạm của công an huyện Đức Hòa là có nguyên nhân từ đâu mà Lê Thanh Trùng Dương nói như vậy. Đây là một cái câu chuyện dài và nó chính là nguyên nhân dẫn đến cái án tù như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy. Mấu chốt của vấn đề là đây. Bao che tội phạm là đây. Nhớ đón xem sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính chào tất ngủ đến quý khán giả của nét Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News sẽ Thành Tùng. Chúng tôi đang kể chuyện có gì nghe. Câu chuyện diễn biến từ cái kết quả của phiên tòa kéo dài 2 ngày 20 và 21 tháng 7 vừa qua tại tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An tuyên án tổng cộng hơn 23 năm tù dành cho 6 bị cáo của vụ tỉnh thất bồng lai và sau này đổi tên thành thiện an bên bờ vũ trụ. Mấu chốt của vấn đề từ đâu? Ở đâu mà ra các cái tội danh nghe nó khủng khiếp đó là là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của cá nhân tổ chức cá nhân ở đâu ra mà cái tội mà nó khủng khiếp như vậy quý vị ở đâu ra chuyện gì vậy thanh tùng sẽ giải thích cho quý vị nghe trong ít phút nữa tuy nhiên trước hết cho chúng tôi giới thiệu bảo trợ cho hot News sẽ thanh tùng vào giờ này cháo đêm ba số 10, cũng là nhà hàng ba số 10, trong khu grand central tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy cháo điểm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mất cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng một và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496 để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh, chi nhánh 1648 Tully Road 408 270 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Nhiễm COVID-19 nhiều lần, có thể làm tăng các vấn đề mới về sức khỏe. Theo nghiên cứu sơ khởi về rủi ro mà lây nhiễm gây ra cho sức khỏe, nhiễm đi nhiễm lại COVID-19 nhiều lần dường như làm tăng xác suất của các vấn đề sức khỏe mới và đôi khi kéo dài sau khi bị lây nhiễm. Nghiên cứu này dựa theo hồ sơ sức khỏe của trên 5.600.000 người được điều trị tại VA Health System và đã cho thấy so sánh với người nhiễm COVID-19 chỉ một lần. Thì những người có hồ sơ đã lây nhiễm từ hai lần trở lên, có rủi ro tử vong gấp đôi và rủi ro phải vào bệnh viện trong vòng 6 tháng sau lần nhiễm cuối cùng tăng lên gấp 3 lần. Họ cũng có nhiều rủi ro bị các bệnh về phổi và tim, mệt mỏi, rối loạn đường tiêu hóa và thận, tiểu đường và thần kinh. Khám phá này được đưa ra cùng lúc với làn sóng mới của các biến thể siêu vi khuẩn corona, đặc biệt là biến thể BA5 của Omicron đang dẫn đầu tại Hoa Kỳ và châu Âu, khiến các trường hợp nhiễm và nhập viện một lần nữa lại tăng lên. BA5 gây ra khoảng 54% các trường hợp trên toàn quốc vào tuần trước, tăng gấp đôi tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trong hai tuần qua, theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. BA5 mang các đột biến quan trọng giúp siêu vi khuẩn dược thoát được các kháng thể do thuốc ngừa và lần nhiễm trước tạo ra, khiến cho nhiều người dễ bị lây nhiễm trở lại. Thưa quý vị, phía của bên Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, họ dựa vào một loạt cái mà họ gọi là bằng chứng để họ kết tội 6 bị can, trong đó thanh tùng đã kể ở phần đầu, có ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, bà Cao Thị Cúc. Trong đó họ lấy một số cái khoảng năm cái clip, họ lấy năm cái clip video được post lên trên YouTube dưới cái cái account dưới cái tài khoản là năm chú tiểu cũng như là à, của một số thành viên bị cáo. Và trong đó họ dựa vào một cái câu tuyên bố của Lê Thanh Trùng Dương. Thì Lê Thanh Trùng Dương trong một một trong số các clip đã lên tiếng nói rằng là bao che tội phạm. Tức là ám chỉ công an Nguyễn Đức Hòa bao che tội phạm. Thì công an Nguyễn Đức Hòa mới lấy cái câu đó cáo buộc rằng là nói như vậy là làm mất uy tín của công an Nguyễn Đức Hòa. Tạo cái cái, cái 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 nhìn không tốt của dân chúng về công an huyện Đức Hòa. Biến công an huyện Đức Hòa thành một kẻ xấu trong mắt của nhân dân. Cho nên trong vụ này công an huyện Đức Hòa tự xem mình là bị hại. À, ghê chưa quý vị? Công an huyện Đức Hòa diễn giải cái chữ rằng là công an huyện Đức Hòa đã bao che cho tội phạm. Vì công an huyện Đức Hòa tự nghĩ rằng là ô như vậy thì chúng tôi là bị hại trong vụ này. Kẻ gây ra tội lỗi chính là Lê Thanh Trùng Dương cùng với các thành viên trong tỉnh Thất Bồng Lai. Và công an huyện Đức Hòa là bị hại nha quý vị. Ở trong vụ án này có hai bị hại. Bị hại thứ nhất là công an huyện Đức Hòa là bởi vì bị chỉ vô mặt và nói rằng là bao che tội phạm. Cho nên công an huyện Đức Hòa mới dậy đành đạt lên, tru tréo lên. Chúng tôi là những người bị hại. Họ nói chúng tôi bao che tội phạm nè mọi người ơi, mọi người ơi đó là công an huyện Đức Hòa làm bị hại thứ nhất. Bị hại thứ nhì trong vụ này là Trần Ngọc Thảo, công dân Trần Ngọc Thảo là tên tục. Và sau này khi trở thành một chức sắc tôn giáo trong giáo hội Phật giáo quốc doanh của nhà nước Cộng sản Việt Nam làm Thích Nhật Từ. Thích Nhật Từ tự lên tiếng và bảo rằng là tôi bị các thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai sỉ nhục nó xúc phạm tôi, nó xúc phạm tôi, cho nên khởi đơn kiện về cái tội xúc phạm uy tín và danh dự. Cho nên vụ kiện này có hai bị hại, một là công an Đức Hòa, hai là thích nhật từ. OK. Bây giờ riêng ông thích nhật từ, tại sao, tại sao mà ông bị thiện am chỉ trích? Đâu có khơi khơi của gì? Thiền am có đụng chạm gì tới ông thích nhật từ? nhưng từ lâu rồi chính thích nhật từ tấn công thiền am trước cáo buộc thiền am là giả tu lợi dụng tôn giáo để trục lợi thích nhật từ tố cáo thiền am tội loạn luân mà không có bằng chứng và không phải một lần mà nhiều lần như vậy tố cáo người ta Thiền am họ phải tự vệ, họ phản ứng lại, họ mới chỉ cho mặt thích nhật từ nói xạo, nói bậy. Thế là thích nhật từ giấy đông đống lên Làm đơn kiện Tôi là bị hại à. Công an Nguyễn Đức Hòa Bị thiện am chỉ vô mặt Bao che tội phạm Những giấy đông đống lên Tôi là bị hại Thế bây giờ có đúng là bị hại hay không Bây giờ mình nhìn cái câu chuyện đầu tiên Nó bắt nguồn từ hồi Thanh Tùng Nhất không làm là 24 tháng 10 năm 2019 Khi mà ông Thắng bà Mai Là cha mẹ của bé Diễm My kéo mấy chục người tới xâm phạm gia cư bất hợp pháp của Thiền Am vào thời điểm đó. Họ tràn vào, họ lấy cớ lại đi tìm con của mình là Diễm My. Họ đập phá Thiền Am. Họ gây nên những vụ gia chạm, cãi lộn, đụng chạm vào cơ thể và rồi khiến cho dẫn tới việc một trong số các thành viên có Thiền Am bị thương tích. Và thậm chí sau đó họ báo rằng họ bị mất của nữa, mất tiền nữa sự việc cái ồn ào như vậy, xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy, tấn công người như vậy, công an Nguyễn Đức Hòa ở đâu? Không thấy tới. Không thấy tới để bảo vệ. Quý vị tưởng tượng ở Mỹ này đi. Ba bốn chục người tràn vào nhà của một một người nào đó không cần là 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 Mỹ trắng đâu. Chỉ cần mít vàng như mình thôi. Chỉ cần quý gọi 911 coi. Có phải mấy chục người đó bị còng đầu về liền không? Có đúng không quý vị? Nhưng không, công an Nguyễn Đức Hòa ở đâu không biết luôn để ông Thắng Bà Mai dẫn đoàn vô quẩy phá thiện am người ta. Đó có phải là bao che không? Một, sau khi Diễm My đã lên tiếng cho mọi người biết rằng cô muốn chạy thoát khỏi cha mẹ của mình. Bởi vì cô báo tin rằng là cha của cô đã nhìn trộm cô tắm. Ông có tà dâm với con gái của mình, cô sợ quá, cô bỏ nhà cô đi. Và cô trốn đi đâu, cô trốn tới thiền am cô nương náo ở thiền am và thiền am ghi danh về tình trạng tạm trú hợp pháp của cô diễm my với công an họ có ghi danh đến sau đó ông thắng bà mai không biết đã sử dụng thế lực nào dàn xếp để thiền am cùng với bé diễm my lên công an để gặp gỡ ông thắng bà mai và rồi công an có quyền đức hòa âm thầm bắt diễm my bỏ lên chiếc xe cấp cứu giao về nhà cho vợ chồng ông Thắng bà Mai mà không hề cho phía Thiện Am biết. Trong khi Thiện Am trên mặt luật pháp, chúng tôi đang là những người che chở và cung cấp chỗ ở cho sự an toàn cho cô Diễm My. Bây giờ sau khi lên công an rồi Diễm My biến mất, mất tích luôn. Rủi sau này Diễm My có cái chuyện gì xảy ra, có phải Thiện Am chịu trách nhiệm không? Cho nên Thiện Am họ mới phản ứng, trời tại sao vậy tại sao mấy người lấy bắt bác diễm my đem đi mà không cho chúng tôi biết một tiếng chỉ cần chúng tôi biết một tiếng thôi công an huyện đức hòa im lặng đó có phải là tội bao che không công an huyện đức hòa có bao che không rồi cái ngày mà con mẹ cuồn cuộn nguyễn phương hằng giấy bình đào kéo cả một đoàn xe xuống đòi vô trong thiền am để quậy kéo biết bao nhiêu người gây mất an ninh trật tự xã hội vào ngày hôm đó. Mà đó đúng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra và chính quyền ở trong nước đang kêu gọi giãn cách để tránh tình trạng lây bệnh. Nguyễn Phương Hằng kéo người răm răm tới trước cửa Thiền Am. Người của Thiền Am phải đóng chặt cửa lại và bị một số kẻ xấu hộp phá cái cửa. Công an huyện Đức Hòa ở đâu? một hai người đứng khoanh tay để thị thiền cho cái chuyện như vậy nó xảy ra có phải bao che không Hử? cho nên lê thanh trùng dương mới nói rằng là có thể có chuyện bao che ở đây thì lúc đó công an quyền đức hòa dễ đanh đảnh lên trời ơi nó nói tôi bao che tội phạm kìa trời tôi là bị hại nè trời đó là công an công an đức hòa bây giờ công an quyền đức hòa đóng vai là người bị hại và công an huyện Đức Hòa đứng ra là người điều tra. Ghê chưa? Người bị hại đang điều tra vụ án cũng là người giam giữ những kẻ đụng chạm tới mình. Và rồi ai xét xử có gì? Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa xét xử mới ghê chứ. Kẻ bị tố cáo đứng ra xét xử điều tra vụ án. Bao che hơn. Em hỏi thôi chứ em không có nói gì hết à nha. Có gì nghe xong có gì tự trả lời bình luận dưới đây dùm em. Khi mà ra tòa thì các bị cáo, ba bị cáo đồng loạt lên tiếng nói là chúng tôi đã bị dùng nhục hình, chúng tôi bị tát vào mặt, chúng tôi bị đắng. Buộc phải cho cái khẩu cung theo lời của các điều tra viên. Thì phía, phía viện kiểm sát chỉ vô mặt của các bị cáo nói rằng là không có đánh à nha, tụi tôi không có đánh à nha. Không hề có chuyện đánh à nha, tụi tôi làm đúng luật à nha. Bây giờ bị cáo nói, bị cáo bị đánh bằng chứng đâu. Trời đất ơi, họ là người giam giữ mình. Mình nói mình bị đánh, họ hỏi bằng chứng đâu, có gì lấy bằng chứng đâu, có gì đưa, có gì. Vậy em hỏi có gì đó. Nếu có gì ở trong hoàn cảnh của bị cáo, có gì nói xong. Rồi á họ dùng cái thế mạnh của họ, của kẻ bề trên, họ hỏi bằng chứng đâu. Thế bằng chứng đâu ra đưa, có gì. Em nói thiệt, đúng không? ở cái hoàn cảnh đó chỉ có cách là phía của hội đồng xét xử họ phải công tâm họ phải khách quan họ phải điều tra cho ra có hay không việc dùng nhục hình để ép cung trong vụ này hội đồng xét xử ngồi khoanh tay như mấy ông bụt gỗ á để diễn kiểm soát chỉ ra mặt có bằng chứng không bằng chứng đâu ra có phải điều tra mới ra bằng chứng chứ Chỉ chỉ cần nghe theo lời của diện kiểm sát nói không có nhục hình Thế là hội đồng xét xử tin theo không có nhục hình và báo rằng tất cả những gì tranh cãi của phía bị cáo, của phía luật sư biện hộ đều là không có căn cứ. Do rồi cứ thế mà theo lời có diện kiểm sát mà kết tội. Một phiên tòa diễn ra hai ngày chống vánh như vậy và giữa lúc luật sư biện hộ bị phụ tá của luật sư của bị hại hành hung ngay trước cửa của phiên tòa ấy vậy mà tòa vẫn ngang nhiên bắt buộc vẫn phải tiếp diễn vào ngày hôm sau. Mặc dù hai trong số các luật sư của biện hộ không thể có mặt tại tòa, hội đồng xét xử vẫn phải tiếp tục như bình thường. Dùng theo chữ tiếng Anh, I don't care, we don't care. Cái phần chờ uh, cập nhật của Thanh Tùng còn dài lắm, nhưng thời gian lại hết rồi. Rất tiếc sẽ phải chia tay với quý vị đây em hứa có dịp em quay trở lại kể có gì nghe tiếp về câu chuyện này nhờ quý vị có thể xem lại trên youtube gọi chữ hot news sẽ thanh tùng xem xong bấm nút like bấm subscribe để lần sau mình xem tiếp Có vị có bức xúc gì có vị có phẫn nộ gì bình luận ở bên dưới giùm em ở trên youtube giùm em hẹn gặp quý vị hot news sẽ thanh tùng vào ngày mai